Vâng, xin cảm ơn cố cùng chú Sáu với ca khúc Nhịp Cầu Chi Âm rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình xin mời anh Quang, bài tiếp tới anh Ti chuẩn bị nha. Hôm nay có gì bà con mình thông cảm cho câu bộ Phước Hậu. Tại hôm nay là đêm cuối, mình ca khách nó còn nhiều quá, ba bản nữa mình kết thúc chương trình nha.